Hỏi các thần dân của ta, hôm nay ta chính thức tuyên bố trong thời gian sắp tới vào tối thứ bảy hàng tuần, HTV3 Vince TV sẽ cho ra mắt hàng loạt bộ phim điện ảnh hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn. Đó là những chú sóng vỗ trong phi vụ hạt dẻ. Cùng dõi theo hành trình phá giải lời nguyền trong Gia đình là tất cả. Phiên bản điện ảnh hoàn toàn mới của Doraemon đôi bạn thân, Kokone và giấc mơ tìm lại gia đình trong Giải mã giấc mơ. Và cũng không thể thiếu những thước phim Hàn Quốc tràn đầy tình cảm gia đình trong phim Nhà vô địch và Cuốn con siêu quậy. Hài hước vui nhộn trong Mẹ ơi bố đâu rồi. Ba ơi ba, ba đây rồi. Con là ai ta không quên. Kịch tính và không kém phần bất ngờ trong Thú cưng tàng hình. Và cuối cùng là Kẻ cắp mặt trăng. Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Cùng giờ phim điện ảnh tối thứ bảy chỉ có trên HTV3 Dreams.